Thưa quý vị, liên quan đến việc cô gái trẻ sinh năm 1992 tại Hà Nội đã nộp 23,4 tỷ đồng dòng thuế thu nhập cá nhân từ nguồn kinh doanh trên mạng. Mới đây thì Cục Thuế Hà Nội cho biết đây chỉ là một trong số nhiều trường hợp nộp thuế thu nhập cá nhân từ khi hoạt động kinh doanh, chứ không phải là số tiền thuế thu nhập cá nhân trong năm qua. Vâng, và cơ quan này thì cũng giải thích về việc vì sao số tiền thu nhập là hơn 300 tỷ đồng mà số tiền đóng thuế chỉ có 23,4 tỷ đồng. Cục thuế Hà Nội cho biết, số thu nhập nói trên không phải là mức thu nhập của một năm của các cá nhân này mà là thu nhập chịu thuế kể từ khi cá nhân phát sinh thu nhập. Và đây cũng là số thuế do các cá nhân tự kê khai và tự nộp sau thời gian được cơ quan thuế hướng dẫn, tập huấn cách thực hiện nghĩa vụ thuế với nguồn thu từ thương mại điện tử. Trường hợp cô gái sinh năm 1992 với mức thu nhập 330 tỷ đồng, nếu tính theo biểu của thuế thu nhập cá nhân với 7 bậc hiện nay, Số tiền thuế cá nhân này phải nộp vào khoảng trên 115 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thuế thực tế cá nhân này nộp chỉ là 23,4 tỷ đồng, tương đương với hơn 7% thu nhập chịu thuế. Và đây cũng là mức thuế suất cá nhân được áp dụng từ thuế suất với hộ kinh doanh cá thể ngành nghề dịch vụ bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng và 2% thuế thu nhập cá nhân. Theo các chuyên gia, bán hàng qua Facebook cũng được coi như là hộ kinh doanh cá thể chứ không phải là doanh nghiệp hay là thu nhập từ tiền công, tiền lương. Nếu quy định là tiền lương thì số thu sẽ khác hẳn khi phần thu nhập trên 1 tỷ đồng sẽ phải chịu thuế suất 35%.